Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi chuyên đề kinh tế thủy sản của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, đến nay trong lĩnh vực sinh giác đất bùn thải trong cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành 3 quyết định. Quyết định 17 của Ủy ban nhân dân tỉnh ra đời ngày 6 tháng 7 năm 2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2021, thay thế hoàn toàn quyết định 24-34 trước đó. Qua một năm triển khai quyết định 17 đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao đối với nhiều hộ dân. Trên thực tế, hoạt động sên giác của người dân diễn ra tràn lan ngoài tầm kiểm soát. Có những hộ trong quá trình sên giác đổ thẳng bùn thải xuống sông rạch khiến môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng và làm mâu thuẫn giữa nội bộ người dân ngày một gay gắt. Đặc biệt là giữa các hộ nuôi tôm quảng canh cải tiến và hộ nuôi công nghiệp. Do các hộ nuôi tôm công nghiệp thường xuyên cải tạo ao đầm sau mỗi vụ nuôi, còn các hộ nuôi tôm quảng canh cải tiến thì thường xuyên trực tiếp lấy nước vào vuông không qua ao lắng và không có điều kiện để xử lý nước. Từ đó, vấn đề ô nhiễm môi trường nước dùng nuôi trồng thủy sản ngày càng trở nên bức xúc. Trong nuôi tôm quảng canh cải tiến, đa phần người dân có ý thức bao dí trong cải tạo ao đầm. Tuy nhiên, do lượng bùn cải tạo quá lớn, một số nơi vẫn còn tình trạng bùn chảy tràn ra sông rạch. Nguồn nước bị ô nhiễm vào mùa cải tạo là rất lớn. Lượng bùn làm cạn hệ thống kênh rạch phục vụ nuôi trồng thủy sản của người dân. Thêm vào đó, thời điểm được phép sên giác cải tạo ao đầm, người dân đồng loạt tập trung cải tạo dẫn đến tình trạng thiếu thiết bị máy móc nhân công. Thời gian cải tạo kéo dài hơn so với quy định ở một số địa phương. Mình đi tuyên truyền cho bà con về vấn đề là thời gian quy định rồi cải tạo, cách thức cải tạo như thế nào cho bà con nắm rõ. Rồi sau đó là cái tổ kiểm tra sên giác ao đầm á, là thường xuyên là đi là nhắc nhở bà con về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, rồi cái cách thức để bao dí để đảm bảo cái mà môi trường là lại vi phạm, thì mình cũng có cái ủy ban có là làm cái biên bản để nhắc nhở, để quy định cho bà con là thực hiện là để là đúng cái quy định của cấp trên để đúng đảm bảo cái môi trường. Theo quyết định 17, đối với sên giác đất bùn cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản bằng thủ công, bằng sáng dây, sáng cạp, cần cuốc, mái đào, phải đảm bảo bùn đất trong ao đầm chưa được xử lý, không để tràn ra sông rạch gây ô nhiễm môi trường. Đối với sên giác đất bùn để cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản bằng máy khoan, máy bơm hút bùn, phải có khu chứa đảm bảo chứa đủ lượng đất bùn, không để đất bùn trong khu chứa tràn ra sông rạch gây ô nhiễm môi trường. Đối với sên giác đất bùn để cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản trên đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất, không được làm giảm diện tích rừng và ảnh hưởng đến chất lượng tái sinh rừng theo quy định của pháp luật. Theo thói quen bà con ở đây, địa phương đây họ biết hết rồi, trong lúc nào là cho sên để cho nước đục ra ngoài sông, còn lúc nào là không cho thì họ biết hết, cho nên ở xóm này họ chưa có hồ nào mà bơm sình để đổ ra sông trực tiếp hết, chưa có. Ở đây thì còn rất tốt vấn đề này. Về quy định thời gian sên giác đất bùn để cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản bằng thủ công, bằng sáng dây, sáng cạp, cần cuốc, mái đào, được thực hiện quanh năm. Sên giác đất bùn để cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản bằng máy khoan, máy bơm hút bùn chỉ được thực hiện từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 dương lịch hàng năm. Tiếp tục là chỉ đạo các sở ngành là liên quan là cần phải là theo dõi sát, là để là chỉ đạo việc là quán triệt các cái nội dung của quy định số 17 đúng theo cái thời gian là quy định, cũng như là việc cái xả thải bùn thải ra môi trường bên ngoài. Thì với tinh thần đó thì hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cũng là thành lập là cái là tổ để kiểm tra kiểm soát việc là thực hiện của các địa phương về vấn đề cái quyết định số 17 là theo cái quy định sên giác là cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản. Thì với tinh thần là như thế thì là sẽ là thực hiện cương quyết đối với những trường hợp mà cố tình là vi phạm là xả thải trực tiếp ra môi trường bên ngoài để là gây ảnh hưởng đối với trong cái môi trường nuôi trồng thủy sản là chung của tỉnh. Phường xã thị trấn là cũng đã là chỉ đạo là cũng là tới thành lập những cái tổ để là quán triệt cho bà con nông dân chúng ta và theo dõi là sát, và cũng có những cái đợt là kiểm tra và xử lý những tình huống là vi phạm đối với các cái trường hợp mà đã cố tình là vi phạm trong quá trình là để gây ảnh hưởng đến cái việc xả thải ra môi trường ở bên ngoài theo cái quyết định số 17.
Sau một năm ban hành quyết định 17 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện cho người dân trong sơn giác cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý. Bệnh hoại tử cơ do virus gây ra, bệnh thường xuất hiện ở tôm thẻ chân trắng giai đoạn 40 ngày tuổi trở lên. Biểu hiện ban đầu của bệnh là phần cơ đuôi trở nên trắng đục sữa, sau đó lan dần khắp cơ thể. Ở giai đoạn nặng có thể dẫn đến hiện tượng hoại tử, da đỏ ở phần cơ. Tôm chết và rớt đáy tỷ lệ khá cao, khoảng từ 40-70%. Thạc sĩ Phùng Giang Toàn, Phó trưởng phòng khuyến ngư, Trung tâm khuyến nông tỉnh Cà Mau sẽ có những lưu ý trong phòng trị bệnh này. Hiện tượng mà hoại tử cơ với cái hiện tượng mà tôm bị cong thân đục cơ thì về cái dấu hiệu thì nó khá giống nhau. Cái cong thân đục cơ thì thường thường là con tôm nó bị cong thân, nó co lại và nó đục cơ thì nó đục gần như là khắp cơ thể. Còn đối với cái hoại tử cơ, thường thường là nó xuất hiện những cái đốm trắng vệt mờ ở trong cái cơ con tôm, đặc biệt là những vị trí gần đuôi. Và cái đặc biệt nữa là cái hoại tử cơ thì con tôm nó nhẹ thì con tôm nó vẫn ăn bình thường, ruột vẫn là có đường ruột, có gan đầy đủ thức ăn. Thì đó cái hai cái dấu hiệu đó là nó dễ nhận biết. Và đặc biệt cái hoại tử cơ thì theo cái nghiên cứu của các nhà chuyên môn là do một cái loại virus nó gây nên. Và khi cái môi trường nó bất lợi thì nó phát sinh mạnh cái vấn đề này. Thì mà chủ yếu là cái bệnh này thì bà con mình chủ yếu là mình phòng thôi, quản lý tốt môi trường. Cái hệ cái công trình nuôi của mình là nó phải để đảm bảo và cái nguồn nước ban đầu xử lý thật là triệt để. Rồi khi mà trong quá trình nuôi thì mình chọn lựa giống thật kỹ, loại những cái mầm bệnh mà mang cái loại virus này. Và trong quá trình nuôi thì mình cũng phải là cái chú ý an toàn cái dịch bệnh nó phải thiệt là triệt để. Cả trong cái chọn lựa giống và trong cái công trình nuôi cá thao tác, mình phải tránh cái vật chủ trung gian để gây cái bệnh này. Thì qua đó thì nó hạn chế được cái bệnh này. Thưa quý vị, Cà Mau có tiềm năng và lợi thế rất lớn về phát triển thủy sản, trong đó con tôm được xem là đối tượng nuôi chính. Những năm gần đây, bà con nuôi kết hợp tôm với nhiều đối tượng nuôi khác. Một trong những đối tượng nuôi được bà con chú ý đó là sò huyết, vì nó đem lại nguồn thu nhập khá ổn định. Ông Nguyễn Thanh Hào, ngụ ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, là một trong những nông dân tiên phong với mô hình nuôi sò huyết trong chuồng tôm. Trước đây, gia đình chủ yếu nuôi tôm cua kết hợp, lúc đầu cũng hiệu quả, có thu nhập ổn định. Vài năm trở lại đây, thời tiết thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa, thu nhập từ tôm cua cũng giảm dần. Cách đây 7 năm, tìm hiểu thông tin mô hình nuôi sò huyết sen canh trong chuồng tôm, ông chuyển qua nuôi sò huyết tới nay. Mô hình nuôi sò huyết sen canh trong chuồng tôm hiệu quả rất cao. Điều này, ông Hào thả 1 triệu con giống, cho chúng đầu tư khoảng 30 triệu đồng, khi sò đạt kích cỡ 100 con trên 1 kg. Ông thu hoạch đợt đầu đạt 2,5 tấn, bán ra được 300 triệu đồng. Ước tính, lượng sò còn lại trong chuồng tôm khoảng 1,5 tấn. Nếu thu hoạch đến cuối vụ, trừ chi phí, ông Hào thu lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng. Cái vấn đề nuôi, họ là ham về nuôi, thì họ sẽ đi trực tiếp những người nuôi trước đã học hỏi rồi, đầu là họ nuôi mới thành công. Khi có hiệu quả rồi là bắt đầu là sớm riền anh em mới nhân rộng ra, bắt đầu là nuôi tiếp, người này chuyền người kia chuyền người nọ vậy đó, nuôi tiếp tục. Hiện nay trong ấp Hiệp Hòa Tây, hầu hết người dân đều thả sò huyết nuôi trong chuồng tôm. Nuôi sò huyết nếu tỷ lệ hao hụt khoảng 50% thì người nuôi thu lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, so với con tôm, con cua thì giá sò huyết lúc nào cũng cao và ổn định hơn. Hiện nay giá thị trường ổn định ở mức từ 100 đến 120.000 đồng trên 1 kg, loại từ 100 con trên 1 kg. Mô hình nuôi sò huyết kết hợp với tôm sú quan canh á thì ở địa bàn xã Ngọc Chánh nói riêng á là những năm gần đây là phát triển rất nhiều và đem lại hiệu quả rất cao. Cái diện tích thì càng hàng năm càng tăng lên và những cái hộ mà nuôi đạt hiệu quả càng ngày càng nhiều. Cái hàng năm á thì trung tâm khuyến nông có thực hiện những cái mở các lớp tập huấn cho bà con về giống, về kỹ thuật, về cái nói chung là hỗ trợ cái đầu ra thương phẩm cho bà con. Thì năm nào mà trung tâm cũng có thực hiện cái vấn đề này.
Thì vai trò là khuyến ngư cơ sở thì cũng có hướng dẫn bà con về cách thức, là về kỹ thuật, về chăm sóc cho con sò. Để nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ hao hụt trong quá trình nuôi, nhiều hộ dân nuôi sò được tập huấn cách ương sò huyết hai giai đoạn trước khi thả ra môi trường nuôi. Nắm vững kỹ thuật ương chèo sò huyết hai giai đoạn không chỉ giúp người nuôi nâng cao được lợi nhuận, mà còn có thể ương giống cung cấp cho những hộ nuôi lân cận, mang lại nguồn thu nhập không nhỏ. Nếu như nuôi sò này thì thu nhập nó rất cao. Rất cao là khi trong cái quá trình mình nuôi đó là 7-8 tháng hoặc 1 năm, mình lên một lần như vậy là có những người là lên đó là lợi nhuận 100-200 triệu một năm. Nhưng mà tôm thì mình sổ hàng ngày đó, mình chi phí trong gia đình là nó không còn. Bà con anh em rồi mình sẽ hướng dẫn cái hình thức để dèo giai đoạn 1. Qua giai đoạn 2 là mình hướng dẫn cho bà con như vậy, là họ làm theo đúng cái quy trình của mình đó, là hướng dẫn thì là nếu như người ta làm đúng quy trình của mình mà nếu như là có thất thoát thì con sò mình là không đạt thì mình sẽ bù lại cho bà con. Còn nếu như mình hướng dẫn cho bà con như vậy mà họ làm không đúng cái quy trình của mình thì mình không có bù lại. Nhưng mà nó là đạt, là tính ra lợi nhuận nó cái đầu vào của nuôi đó là nó có hiệu quả lắm. Nó ít tiền vốn mà lợi nhuận nó cao. Đối với các huyện phía Nam Cà Mau như Nam Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Phú Tân có lợi thế về nhiều cửa biển, lượng phù sa nhiều, phù hợp cho sò huyết phát triển. Nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm không chỉ mang lại thu nhập đáng kể cho nông dân, mà còn tác động có lợi cho tôm phát triển, từ đó có phần hạn chế rủi ro. Điều đặc biệt là sò huyết dễ nuôi, có thể áp dụng cho hộ có diện tích nhỏ. Nuôi xen canh sò huyết sẽ góp phần thúc đẩy nghề nuôi thủy sản của tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, biết áp dụng kỹ thuật trong nuôi sò xen canh trong vuông tôm sẽ góp phần tăng tỷ lệ sống, tăng thu nhập cho hộ nuôi. Ngay sau đây, kỹ sư Lê Thi Thơ sẽ có những chia sẻ trong ương sò huyết hai giai đoạn. Thì đối với việc mà chúng ta ương sò huyết giống thì chúng ta phải ương qua hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta ương trên cái bể lót bạc. Giai đoạn thứ hai là chúng ta ương trong cái mành dèo. Thì như vậy nó sẽ giúp nâng cao được cái tỷ lệ sống hơn trong quá trình chúng ta nuôi. Thì đối với con sò ương của chúng ta đó, thì cái công đoạn ương rất là quan trọng. Thì chúng ta làm một cái bể lót bạc thì trung bình có khoảng từ 20 đến 50 mét vuông. Thì như vậy chúng ta thiết kế một cái hệ thống xả tràn, rồi chúng ta bơm rút từ dưới cái ao nuôi của chúng ta, rồi chúng ta đưa lên trên cái hệ thống ao ương. Thì đối với con sò huyết mà chúng ta khi mà chúng ta bắt cái con sò huyết giống mà nhân tạo về thì chúng ta thả vô trong cái ao ương và chúng ta sử dụng cái hệ thống xả tràn để chúng ta lọc nước liên tục tuần hoàn 24/24 để cho cái con sò nó phát triển. Thì sau thời gian ương có khoảng từ 20 đến 30 ngày tùy vào cái tốc độ phát triển của con sò như thế nào, thì sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn 2. Thì giai đoạn 2 chúng ta sẽ sử dụng một cái dây ương chúng ta đặt trực tiếp vào trong cái khu nuôi của chúng ta. Thì sau đó chúng ta chuyển cái con sò trên giai đoạn 1 xuống giai đoạn 2 và chúng ta tiếp tục ương có khoảng từ 1 tháng đến 2 tháng. Thì khi đó chúng ta đạt cái kích cỡ sò ngàn có khoảng từ trên dưới 1.000 con. Thì lúc này chúng ta có thể xuất bán hoặc là chúng ta chuyển sang cái nuôi ở bên ngoài cái khu nuôi của chúng ta. Trong cái vuông nuôi chúng ta có thể thả hết ở trong cái vuông nuôi chúng ta, nhưng mà tốt nhất là chúng ta thả ở cái đầu nguồn, chúng ta thả từ cái cống cấp lên tới cỡ khoảng nửa vuông là phù hợp nhất. Thì chúng ta thả giống thì chúng ta thả hoàn toàn ở trên đầm, không được thả dưới kinh. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thiết kế một cái lưới cặp xung quanh là cái kinh mương để hạn chế cái con sò đi xuống kinh mương, nó sẽ làm cho cái tỷ lệ sống không cao hoặc là cái quá trình nuôi chúng ta nó sẽ hiệu quả hơn. Thì mức nước đối với trung bình đối với cái nuôi sò này là khoảng là 30 đến 35-40 cm là phù hợp nhất.
Chuyên đề kinh tế thủy sản kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.